cá mú chuột bà con. Cá mú chuột, cũng có người không gọi cá mú chuột mà ta gọi là cá mú dẹt. Cá mú chuột hay là mú dẹt cũng là vậy. Nhưng mà có những người ăn vào thì bệnh lâu lành, lâu bớt, lâu khỏe, xấu đi cho sức khỏe của mình. Nhưng mà cá này á, cá mú và cá mú dẹt á, thì rất tốt cho sức khỏe. Nhưng mà những người có bệnh thế này, vui lòng đừng ăn nha bà con, vui lòng đừng ăn, để cho nó tốt cho căn bệnh mình, tốt cho sức khỏe của mình. Đó là những người có bệnh huyết áp, say rượu, nôn mửa, dị ứng với hải sản, tâm thần, người bị tiêu hóa, người có bị đường ruột, người có bệnh gút, là vui lòng đừng ăn cá mú chuột hay là mú dẹt này. Là những người có bệnh huyết áp, say rượu, nôn mửa, dị ứng với hải sản, tâm thần, người bị tiêu hóa, đường ruột, bệnh gút, vui lòng đừng ăn cá mú chuột hay là mú dẹt, để cho nó tốt cho sức khỏe, tốt cho căn bệnh của mình bà con ạ. À. Còn cá mú chuột nó có dinh dưỡng cao, nó tốt cho sức khỏe, là những người có bệnh tim mạch, đau khớp, giảm nguy cơ đột quỵ. Cá mú chuột giúp cho người khỏe mạnh, làm cho đẹp da, tóc, móng, tay chân, ăn bình thường như tất cả các loại cá khác. Nhưng mà phải ăn 6 ngày liền thì chúng ta nghỉ một ngày rồi mới ăn tiếp. Đó, nó tốt vô cùng. Nhưng mà những người không nên ăn cá mú chuột hay là mú chuột này, nó nguy hại cho bản thân và nó không tốt gì cho sức khỏe. Không nên ăn là người có huyết áp, say rượu, nôn mửa, dị ứng với hải sản, tâm thần, người bị tiêu hóa, bệnh gút và người có bệnh đường ruột, vui lòng đừng ăn để cho nó tốt, tốt cho sức khỏe của mình. Chúc bà con ta vui vẻ, mạnh khỏe, vui trẻ khỏe đẹp nào. Xin chào.